đốn củi Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến sắp lên thớt, liệu Đào Hồng Lan có thoát hay không? Vào ngày 19 tháng 1, ông Tô Lâm tung quân Bắc Ninh, tóm ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, như là một tín hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu cho bắt những cựu lãnh đạo đứng đầu của tỉnh này ở nhiệm kỳ 2015 cho đến 2020. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có quan hệ vừa cao vừa rộng, vừa chơi đẹp với các quan chức. Bà Nhàn đi đến đâu là mua hết dàn lãnh đạo địa phương, từ bí thư đến chủ tịch đến các giám đốc sở. Cho nên, một khi ông Nguyễn Phú Trọng đã cho hốt hết những người liên quan đến IEC, thì thường là cả dàn lãnh đạo tỉnh của cả nhiệm kỳ đều bị dính cả. Nguyễn Nhân Chiến, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2021. Cho đến nay, đã có một số cựu giám đốc sở và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt. Việc bắt ông Nguyễn Tử Quỳnh được cho là bước đệm để tiến tới bắt giữ Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Dàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thời kỳ này có ông Nguyễn Nhân Chiến là bí thư, bà Đào Hồng Lan là phó bí thư thường trực và Nguyễn Tử Quỳnh là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay có hai nhân vật được xem là có tài chăn vua, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC, và ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên. Mỗi người có một cách làm khác nhau, tuy nhiên cả hai người này đều làm cho các lãnh đạo lớn ở Trung ương phải biết ơn. Đến đám tang các thân sinh của hai người này đều thu hút rất nhiều lãnh đạo lớn ở Trung ương đến viếng. Đấy là điều đặc biệt ở những con người như thế. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2021 đã bị bắt. Bất kỳ ai có tài chăn vua đều có thể dễ dàng sai khiến lãnh đạo địa phương, bởi không phải họ cần quan chức địa phương giúp đỡ, mà ngược lại quan chức địa phương phải cần đến họ, phải cầu cạnh đến họ. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà có thể xin Trung ương rót vốn về cho tỉnh. Đây là thứ quyền lực mà chưa chắc quan chức cấp tỉnh nào có thể làm được. Đám tang của thân phụ bà Nhàn được tổ chức trong nhiều ngày. Các vua từ Trung ương đến viếng nườm nượp đã khiến cho Nguyễn Nhân Chiến, bí thư tỉnh và Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh lúc này phải thay nhau túc trực để mà tiếp khách Trung ương hộ bà Nhàn. Hiện nay, một trong hai người đó đã bị bắt, còn lại Nguyễn Nhân Chiến đang chờ đến lượt để mà lên thớt. Thời bà Nhàn ở đỉnh cao của quyền lực, quan chức cấp tỉnh tranh nhau để được bà chiếu cố. Có quan chức quê nhà Bắc Ninh của bà Nhàn cũng không ngoại lệ. Cả ba lãnh đạo chủ chốt đều tranh nhau bắt tay với bà Nhàn, thực hiện rất nhiều dự án trong tỉnh. Cơ hội này, ông Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh có ưu thế hơn bà Đào Hồng Lan. Cho nên rất có thể Tô Lâm sẽ kéo quân đến Bắc Ninh một lần nữa. Người kế nhiệm có thể là Nguyễn Nhân Chiến, còn bà Đào Hồng Lan thì có thể chưa tới lượt và cũng có thể bà Nhàn sẽ thoát. Ông Tổng vẫn chưa bắt hết những nhân vật liên quan đến sai phạm của Sở Y tế Bắc Ninh. Tuy nhiên, sai phạm ở tỉnh Bắc Ninh đâu chỉ liên quan đến Sở Y tế của tỉnh này, mà còn liên quan đến Sở Tài nguyên Môi trường. Câu hỏi đặt ra là ai đã tạo điều kiện cho bà Nhàn hốt gói thầu mua sắm thiết bị trạm quan trắc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thì cũng cần phải chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Bà Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2021, hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Thật ra, việc sai phạm trong đấu thầu những gói thầu vốn ngân sách luôn là những vở kịch. Gần như 100% chỉ là đấu thầu trá hình. Việc lập ra nhiều hồ sơ thầu là trò chơi nhóm lợi ích, vẽ ra các quân xanh, quân đỏ, cho có vẻ cạnh tranh. Thực chất các hồ sơ của quân xanh đều do quân đỏ lập ra để lùa gói thầu vào tay đối tượng đã được chỉ định. Việc moi Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là đòn chính trị, mượn vụ án kinh tế làm bình phong. Khi nào chưa bắt được nhân vật chính là bà Nhàn thì ông Tổng chưa buông tha. Ai từng dính đến IC thì cũng đều tim đập chân run vì sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin đốn củi Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chiến sắp lên thớt, liệu Đào Hồng Lan có thoát hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Quê hương Nhàn chăn vua dậy sóng, chị Nhàn trốn để lại đống thối quan nhà hốt. Vào ngày 19 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tất cả các nhân vật này đều dính tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người phụ nữ đầy quyền lực của Việt Nam hiện đang trốn chạy tại châu Âu. Ông Tô Lâm cho càn quét đợt 3 đối với tỉnh nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây được xem là đợt càn quét thứ 3 đối với những người có liên quan đến bà Nhàn. Và hồi đầu tháng, ông Tô Lâm cũng đã cho bắt tạm giam và khám xét nơi ở làm việc đối với ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và xa nữa, vào tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm cho bắt ông Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế. Ông Nguyễn Đặng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Và ông Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên công ty IC, Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên công ty, và ông Đặng Xuân Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định, và ông Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty IC, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cả ba đợt bắt vừa qua đều liên quan đến cùng một vụ án, đó là vụ án liên quan đến Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Đây có thể vẫn chưa phải là đợt cuối cùng, rất có thể sẽ có thêm một hay rất nhiều đợt bắt bớ nữa, bởi tỉnh Bắc Ninh dính líu đến bà Nhàn đâu chỉ có Sở Y tế mà thôi. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang chơi trò trốn tìm với ông Đại tướng Tô Lâm. Tại tỉnh Bắc Ninh, bà Nhàn được tỉnh nhà ưu tiên cho rất nhiều gói thầu, có thể kể ra như sau. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng cho Sở Tài nguyên Môi trường. Công ty IC trúng gói thầu này vào ngày 27 tháng 7 năm 2017 với giá gần 103 tỷ đồng. Một gói mua sắm thiết bị tương tự gói trên giao cho IC vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 với giá 159 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này giao cho IC vào tháng 10 năm 2018 với hơn 90 tỷ đồng. Bây giờ có bắt bao nhiêu quan chức thì phe ông Tổng vẫn là phe thua, bởi điều này không giúp ích gì cho ông Tổng trong việc thay đổi cục diện trên bàn cờ chính trị. Điều ông Trọng cần là bắt nhân vật chính là người phụ nữ có tài chăn vua để điều tra về có bao nhiêu vua đã qua tay bà và các vua đó đã làm gì, liệu có vua nào tạo phản hay không. Bà Nhàn không phải là quan chức, nhưng bà khiến cho các quan chức cấp tỉnh phải cầu cạnh bà, phải nhờ đến bà bởi bà chăn được vua. Giờ đây bà Nhàn đã bỏ trốn và để lại hậu quả cho những người đã từng dính tới bà phải gánh chịu. Dính tới bà Nhàn đâu chỉ có quan chức tỉnh Bắc Ninh, ngoài những người đã bị bắt giam và những người bị bắt đưa ra xét xử thì vẫn còn rất nhiều quan chức khác dính tới bà Nhàn. Những người này đang run sợ, không biết bao giờ tai họa sẽ ập đến với mình. Kẻ săn mồi Tô Lâm thì vẫn đang bất lực trước con mồi Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào tháng 8 năm 2017, Cổng Thông tin Điện tử Học viện Trung tâm và 5 học sinh trực thuộc Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giao cho AC của bà Nhàn cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm. Nếu khui vụ này ra thì ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng khó mà thoát được. Tuy nhiên, người của phe ông Tổng thì đều có thể yên tâm, bởi ông Tổng nói vậy chứ không phải vậy. Ông nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng ông lại tạo ra rất nhiều vùng cấm để phe ta ẩn nấp. Cho nên người của phe ông Tổng thì có thể yên tâm, ít nhất là cho tới khi ông hết quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay. Quê hương Nhàn chăn vua dậy sóng, chị Nhàn trốn để lại đống thối quan nhà hốt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de